Vào khoảng 11 giờ ngày 2 tháng 12 trên đường Thống Nhất, địa bàn khu phố 4 La Ri, Bình Thuận, bà Trần Thị Tê, 62 tuổi, điều khiển xe tay ga ra đường thì mất kiểm soát lao vào con lươn giữa đường. Bà Tê bị văng ra bên kia đường. Lúc này xe ben chạy xuống dốc không phản ứng kịp đã cán qua người bà Tê làm bà tử vong tại chỗ. Công an thị xã La Ri đã đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.